Shop hàng nhiệt liệt xin chào tất cả các bác. Trong buổi chiều ngày 1 tháng 12 năm 2020 hôm nay, em giới thiệu với các bác một cái chiếc máy là không khí Daikin trứng. Một cái dòng máy giá cả rất là phù hợp, nhưng mà công suất thì cũng tương đối lớn để cho các bác dùng cho phòng ngủ hoặc là phòng khách đều ok. Đây là một con Daikin trứng các bác nhé, là không khí Daikin trứng. Em để số 10 này. Một con máy nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng mà công suất tương đối là lớn. Đấy. Tốc độ lọc rất là mạnh. Đấy. Hình thức thì cũng ở mức bình thường. Đấy. Thông số thì quay cho các bác xem. Con này công suất nó tận tốc 64W các bác nhé. Nó tương đương với một con máy Panasonic VG70 đấy. VG70 của Panasonic thì chỉ có 66W thôi, nhưng con này 64W. MCK55 là E7, sản xuất năm 2011. Một con Daikin trứng. Người Việt Nam mình cứ thấy nó giống cái gì là gọi làm theo cái đấy ạ. Con này phải nói tốc độ lọc của nó rất khủng khiếp các bạn. Luồng gió rất là mạnh đấy, các bạn có thể nghe qua tiếng gió. Chuyển về chế độ lọc tự động thì bình thường thôi, có chế độ bù ẩm con này. Báo hôm nay độ ẩm rất là thấp này, chỉ có trên 40% một chút này. Đấy, báo bụi, báo mùi đầy đủ. Cảm biến. Có bình nước để các bác dùng bù ẩm. Những ngày khô, ví dụ ngày khô như hôm nay các bác dùng con này bù ẩm rất là tuyệt vời luôn nhé. Đây là màng tạo ẩm này các bác này. Bên trong này là màng giấy HEPA, màng HEPA trong này. Màng này thì em đã thay mới cho các bác rồi nha. Đấy, các bác mua về dùng thôi chứ không cần phải đầu tư màng nữa, màng dùng mấy năm sau mới phải thay. Nghĩa là phải để cái này dưới thì kéo này nó ra, mình để nó bị ngược. Như này nó lấy ra nó hơi bị khó. Có lẽ là phải dốc một chút thì mà cả. Đây, các bác nhé. Màng lọc mới tinh nhé. Đấy, mới tinh luôn, các bác dùng vài năm nữa ok. Đấy. Đây, lắp ngược như này thì khi mình lấy ra rất là dễ này, chỉ kéo lại cái nó ra các bạn này. Đấy. Đây nhá. Cái màng này các bác nào mà hỏng có nhu cầu mua thì em bán là 400.000. Đấy. Giá 400.000 nhé. Giá chưa có phí ship đâu. Một con Daikin trứng. Công suất lớn, con máy này vẫn nguyên bản điện 100V. Các bác có thể dùng cho phòng vào khoảng 40 đến 45 mét vuông dùng thoải mái. Đấy. Em bán là giá 2.2 triệu nhé. Giá 2 triệu 2 đi kèm một chiếc đổi nguồn, màng mới đi kèm. Đấy, một giá cả rất là phù hợp. Các bác nào muốn lấy con này các bác liên hệ nhé. Chào các bác.